Sao mà với tới được? Ru, trả điện thoại cho bạn đi. Về lớp nào. Nhanh lên. Tốt lắm. Thắt lưng đâu rồi? Xấu hổ chết đi được. Chìa khóa đây rồi. Không đút vào được. Ai nghĩ ra ý tưởng làm chìa khóa tủ nhỏ thế này vậy trời? Có vấn đề gì không? Em dựng tủ lên lại được chứ? Hiệu trưởng. Đây, nằm đi thầy. Em sẽ đảm bảo thầy không ngủ lố giờ. Ai thế? Chống đối cũng vô ích thôi. Chào buổi chiều, Edmund. Đây là con gái mình, Maggie. Đập đây. Wow, em tự làm ảnh ba chiều à. Dễ thương. Con gái lớn nhanh quá. Con yêu. Nè, để ba soạn cặp cho con đi học nha. Ba, đừng làm vậy mà. Dạo này mình sướt mướt quá đi. Maggie, vào lớp. Nhanh lên. Bạn đừng lo. Mình kiểm soát được mọi thứ. Trừ quần của mình ra. Con bé bỏ quên hộp cơm rồi. Này, anh bạn có cánh. Đúng rồi. Làm việc cho mình nào, robot bay. Đưa hộp cơm cho Maggie đi. Tails, quay mình chạy đi. Ai làm thế? Mình đọc rồi. Mình vô tội. Lớp mình đúng là khác biệt mà. Cái bàn ghê quá à. Mình cần cái bàn đó. Thôi đi, đừng đuổi theo nữa. Lớp bọn nhóc có chuyện gì thế? Sao hết thấy rồi? Mất kính hả, chú lông lá? Trả lại đây. Không. Chuẩn bị ăn đấm vào mặt nè. Đâu mất tiêu rồi? Làm ơn, trả kính lại cho chú đi. Trả nè chú già. Gì thế? Ba gửi. Hiểu rồi, đừng hòng theo dõi con nữa. Chết tiệt. Không, theo. Cả lớp làm kiểm tra. Làm bài đi. Các bạn cũng có thể giúp học trò của mình bằng cách bình luận đáp án bên dưới nha. Trong này cái nào là lớn nhất? Các bạn cũng sẽ trượt thôi. Dễ đẹp. Làm sao dùng bút đây ta? Hả? Sao? Em xong rồi. Ok, lên bảng đi em. Giải bài này đi. Dễ ẹt. 6. Thật sao? Được. Còn bài này thì sao? Làm được không nào? 9. Em. Thôi nào. Thầy muốn chiến chứ gì? Chuyện gì thế? Hai người sắp xử nhau chứ gì? Lên luôn. Dễ thôi. 13. Thế bài này thì sao nào? Trò con nít. Không, như thầy vậy. Maggie đỉnh của chớp. Mình điều hành trường này. Giờ thì hết rồi thầy à. Khoan đã, sao cơ? Từ bây giờ,
cô sẽ là cô giáo mới của các em. Thật đấy. Quà Valentine cho Maggie. Gì thế này? Em thích cô. Của ai gửi thế nhỉ? Mình biết là ai rồi. Không ưa Sonic, rõ ràng rồi. Ồ, mình cũng vậy. Ồ, chuyện thú vị rồi đây. Tóm được rồi nha. Vậy đây là crush của Shadow. Đồ riêng tư mà. Biết bí mật rồi nha. Quà Valentine từ Ru. Shadow, chúc may mắn. Ru, trong tủ bạn có gì thế? Mình sẽ cho các bạn xem tủ ở cuối video nếu như các bạn like. Các bạn nghĩ Ru đang giấu gì trong tủ vậy? Bình luận ở bên dưới nha. Các em à, chép phương trình xuống đi. Ủa? Trời ơi, chán quá à. Im lặng. Lớp của cô phải yên lặng tới mức nghe được tiếng kim rơi. Theo, chơi bóng không nè. Này, có chuyện gì thế? Đừng có mà nhây với cô nha. Theo, bạn điên rồi. Ồ, mình còn cái khác nè. Im lặng đi. Lại làm gì vậy? Thôi đi. Ô không, tội nghiệp bóng. Nấc cô, có dây không? Có nè. Kim đen, bạn lấy ở đâu ra vậy? Rồi sao? Giờ thì nhạc lên nào. Mình sẽ chấm dứt chuyện này. Robot bay, thả mình ra. Các em kiếm chuyện nhầm người rồi, lũ động vật. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa nha. Chạy đi. Các bạn à, trốn đi. Mình phải đấu. Khóa lại. Cô đến đây. Đi đâu rồi nhỉ? Theo. Không, mình sẽ chờ. Cũng đâu trốn mãi được. Có người ra kìa. Amy. Ủa, bạn ổn chứ? Có người chuẩn bị tiêu đời với mình. Tha lỗi cho mình nha. Để Pico Pico tha cho bạn. Đi nào Sonic. Phải chạy nhanh thôi. Mình sẽ tẩn bạn một trận. Còn mình sẽ cho bạn một phát. Thế nào rồi cưng à? Nóng nảy quá đi. Không không không. Nhanh lên, lối đó. Chiến lũy à. Thật lỗi thời. Giấy tấn công. Sao? Sao em dám hả? Tiếp đi. Robot bay. Lấy súng to ra đi. Không. Ok, tóm được rồi nha. Đừng có tưởng bở. Mọi người đâu hết rồi? Ngốc à, làm sao trốn khỏi cô được? Ôi trời,
Theo. Súng của mình. Đồ chơi mình thích nhất. Nè, mình sẽ chỉnh mũi tên từ nhỏ thành lớn. Đây. Hả? Cô sẽ tóm được em. Ủa? Thế này là sao? Này, mọi người đâu rồi? Được thôi, chơi trốn tìm nào. Trước tiên, cô sẽ bắt em. Ừ, cờ caro. Được, tới cô. X. Ô, X. Ô, cô thắng nha. Ủa? Chào nhóc. Ô không, theo. Tới lượt em. Đừng dùng cưa mà. Tìm thấy rồi. Mắt của mình cay quá đi. Được lắm Shadow. Tiêu đời với cô nha. Em có đó không? Nói đi. Cô sẽ lôi em ra khỏi đó. Sức mạnh thiên nhiên sẽ giúp mình. Mình thích thực vật. Ồ, hóa chất độc hại. Đúng thứ mình cần nè. Thường xuân phóng xạ. Lên nào. Cái gì thế? Sức mạnh của đất. Bạn là người cuối cùng mình muốn gặp đó. Cô. Nào, em đâu rồi? Chẳng có gì ngoài cái cây cả. A ha. Vẫn còn một chỗ nữa. Chắc chắn cô sẽ tóm được em. Bật bài hát ma quái nhất lên nào. Ngon quá đi. Chưa đủ cây. Tuyệt vời. Chào chào Shadow. Chào Maggie. Đủ mặt hết rồi nhỉ. Giờ thì nghe cô giảng bài thôi nào. Này, dậy đi, nốt cô nhỏ. Còn em trong hũ. Yên lặng đi. Ô, không, không, không. Ô, tha cho cô. Chào Tails. Nè, chào cô. Hay mình nhảy nha. Không học nữa. Quẩy lên nào. Tails, nhảy cùng đi Maggie. Vui lắm luôn đó. Này Shadow. Sao hả? Đủ like rồi nè. Bạn có thể xem đồ trong tủ của mình rồi. Hả? Đồ trang điểm. Nhìn cửa đi. Chú nhím chậm chạp. Hoan hô. Làm bạn nha. Bạn tuyệt quá à. Bạn à. Đuổi theo bạn mệt thật đó. Nhảy nào. Này bạn yêu. Gì thế? Tặng nụ hôn cảm ơn nè. Bam. Bắt được rồi nha. Bạn ấy thờ ơ với mình ghê. Ai ngồi chỗ của mình thế? Này bạn kia. Ra chỗ khác đi. Bạn mới lên đây nào. Đây là Rô. Học sinh mới. Đối tốt với bạn nha. Cái gì cơ? Dễ thương. Đừng có nghĩ linh tinh nha Sonic. Gặp người khác cũng không cho. Bạn làm có phải không Rô? Chưa hết đâu nha. Hồi nãy có ghế mà nhỉ. Chạy thôi. Gì vậy trời? Rô, bạn định làm gì thế? Cho bạn xem cái này nè. Bạn sẽ thích nó đó. Thank you.
bộ râu quyến rũ đó, tiến sĩ Edmund. Mà thế này thì còn đẹp hơn nữa. Mình nghĩ bạn ấy không có râu đẹp hơn. Nghĩ hay lắm. Chuyện gì thế này? Amy, không phải như bạn nghĩ đâu. Thú thật đi đồ tồi. Bạn thích người khác rồi chứ gì. Thôi đi đồ ghen tuông. Mình chỉ muốn rủ bạn ấy đi bảo tàng thôi mà. Hai vé bảo tàng. Ok, thêm một vé cho bạn nè. Mình thích bảo tàng lắm. Này, hướng này nè. Wow. Đồ xịn ghê. Đồ triển lãm đó nha. Bạn chưa đi bảo tàng bao giờ à? Amy tới kìa. Chào. Bắt được rồi. Bạn mặc cái gì như đồ của mẹ thế? Đầm thiết kế đó. Không có quy định trang phục. Ai cũng mặc đơn giản bình thường. Ngại quá đi. Xin lỗi, mình phải vào nhà vệ sinh. Này Amy, bạn đi đâu thế? Đi nào Sonic, để mình giới thiệu bạn với thế giới nghệ thuật nha. Nhìn nè, cốc kỳ lân độc nhất đó. Quả chuối trông y như thật ấy bạn nhỉ? Rất độc lạ. Đúng là kiệt tác mà. Ừ, công nhận. Còn có nhiều calo nữa. Tác phẩm bị trộm. Tất cả đứng yên. Mình đến đi. Thì đứng yên. Mình sẽ cứu bạn Rương. Thấy mình nhanh không nè? Sao lại có báo động ta? Hình như có chuyện rồi. Thủ phạm đây rồi. Bắt quả tang luôn. Đâu phải là mình đâu. Mình đang tạm nghỉ mà. Các bạn có thấy người trộm tác phẩm hay không? Bình luận tên người đó bên dưới để mình được thả ra nha. Có nhầm lẫn gì rồi? Hỏi Sonic đi mà. Edmund, tại bạn hết đó, đồ tội phạm. Giờ bạn cũng là tội phạm rồi mà. Mình hả? Không. Búa của mình sẽ cho bạn biết tay. Dừng lại, không dùng búa trong tù nha. Mình sẽ tịch thu. Của mình mà. Bé Amy mất đồ chơi rồi. Ow, chuyện con gái. Hả? Lại nữa. Không ai lấy được búa Pico Pico của mình. Không không không. Đúng là cô nhím hung hăng. Cho bạn đeo vòng chống dịch chuyển vậy. Hả? Mình không gọi búa được. Vì ngoan ngoãn nên bạn sẽ được vẽ tranh. Cảm ơn. Còn mình thì sao? Cho bạn sổ với bút chì đó. Mình đúng là quản ngục hào phóng mà. Mình sẽ vẽ đồ giảm stress. Sonic, bạn ấy lúc nào cũng làm mình dễ chịu. Tình yêu. Hả? Cái tên Da Vinci rộm đó đâu rồi? Cảnh sát. Edmund mất tiêu rồi. Biến mất giữa ban ngày kìa. Hả? Đợi chút. Tất cả tập hợp. Chuyện khẩn cấp. Có kẻ vượt ngục rồi. May ghê. Cái vòng chết tiệt. Giật điện nữa chứ. Phải ở lại đây rồi. Nhưng mà Edmund đi đâu thế nhỉ? Bất ngờ chưa? Trời ơi. Vậy cũng được nữa hả? Này, bạn tay bự. Ra đi. Bạn được thả rồi đó. Thôi, ra lại bị giật điện nữa. Để mình tháo vòng ra. Xin lỗi vì hiểu lầm nha. Không sao đâu. Quan trọng là mình lấy lại búa được rồi. Tự do. Hả? Bắt quả tang đôi uyên ương nha. Các bạn có nghĩ Ro đang cố trộm túi nhẫn của Sonic hay không? Bình luận bên dưới. Ro là trộm nha. Sonic, Amy, mình lo quá chừng à. Nhưng lúc mình ở trong tù, bạn đã kiếm bạn gái mới nhỉ? Thông tin mình có được về cô ta nè. Đừng hòng trộm thắt lưng nữa nha. Rõ chưa? Ro là kẻ trộm. Đùa à? Không, là thật đó. Nói dối.
là thật mà, mình tận mắt thấy mà. Không, mình tức bạn quá đi. Ok, dùng vũ khí xịn vậy. Cuối cùng, không được hôn trong lớp. Yêu đương thế là đủ rồi. Chuyện gì thế này? Thầy muốn gặp ba mẹ của em. Ủa, phải chuồn thôi. Ngày nào lớp cũng có biến nhỉ. Làm nốt chuyện cần phải làm thôi. Bạn ấy đang toan tính gì đó. Mình sẽ lột mặt tên trộm. Thám tử Amy xuất hiện. Mình sẽ vạch trần bí mật xấu xa này. Mình sẽ trốn ở đâu nếu mình là dơi? Chắc là đây. Xem thử trong tủ nào. Kỳ lạ, mình không thấy rồi. Có dấu chân nè. Trông giống của Rose lắm. Chúng dẫn tới đâu đây ta? Ao, cú va chạm thám tử đầu tiên. Rose ở chỗ quái nào được nhỉ? Ủa, phải ngụy trang thôi. Gì ở đó thế nhỉ? Chắc mình nhìn nhầm rồi. Tuyệt vời, bạn ấy không nhìn thấy mình. Biết ngay mà, phải kể cho Sonic nghe mới được. Sonic, ủa, em lại thắng rồi nha. Không nên để cho thầy giáo biết mình là thám tử. Tốt hơn nhiều rồi nè. Thầy không giỏi cờ bạc thế nào. Hẹn gặp lại em trong ngày thi. Tội nghiệp thầy. Sonic, nhanh lên. Quái vật có cánh đang mưu tính chuyện gì kinh lắm. Bạn phải ra xem đi. Nhìn cho kỹ vào. Tập trung. Thấy rồi chứ. Nhiêu đây đá quý chắc là đủ rồi. Bạn đã đúng. Chứ sao nữa. Biến hình nào. Ô không, nhầm đồ rồi. Này là đồ Halloween mà. Sonic, đợi đã. Ừ, để mình xử lý. Đừng lo nha. Mình đã lấy đủ rồi. Chúng ta đã thỏa thuận. Tiền đâu? Có vẻ là vàng. Được lắm. Tiền của bạn nè. Mình đã bảo là có âm mưu mà. Rất vui được làm ăn với bạn. Bye bye. Lũ dơi đáng ghét. Phải trả nhẫn lại chỗ cũ trước khi mình bị phát hiện ra. Bắt bạn ấy đi, nhanh lên. Mình sẽ để chúng vào trong tủ đồ. Chiếc hộp lạ quá. Wow. Sao bạn ấy lại ở đây? Bắt quả tang. Có gì vui mà cười. Quà mình tặng cho bạn mà. Ai thế nhỉ? Chắc mình nhìn nhầm thôi. Ngụy trang lãng mạn ghê. Tập trung vào nào Amy. Thứ tên trộm lấy của bạn đây. Nhẫn dịch chuyển. Mình để chúng trong túi mà ta. Cảm ơn Amy. Sonic, nhầm đường rồi. Đầu hàng đi. Cái gì? Bạn là ai? Ồ, quên. Biến lại thế nào. Sonic với Amy đây. Các bạn. Bạn là tên trộm. Bạn trộm nhiều tiền như vậy để làm gì hả? Mình đầu hàng. Ok, vậy thì thả ra. Nghe mình kể các bạn sẽ hiểu ngay thôi. Tất cả bắt đầu từ một bữa tiệc nướng bình thường. Một ngày nghỉ thật tuyệt mà. Betty, ngồi ở đây đi. Đừng có phá phách nha. Chị quay lại liền. Ai thế? Hơi, ai cũng kệ đi. Mình phải ráp tháp pháo thôi. Chán quá đi. Chị Râu đâu rồi ta? Wow, gì thế nhỉ? Oh yeah, thành công rồi. Oh, thịt viên của mình. Thú vị ghê. Hình như cái bít này hơi thừa. Ủa, lửa tắt rồi. Ổn rồi đó. Là em làm hả? Đâu có. Đừng hòng thoát được vụ này nha. Thả ra. Ở đây đi, lo mà sám hối. Các bạn ơi, nếu các bạn muốn giúp cho mình, làm ơn hãy nhấn nút like nha.
xin các bạn luôn đó. Muốn chuộc lại em gái thì mang cho mình 1 triệu đô. Em gái, em đâu rồi? Cái gì đây ta? Edmund bắt cóc Betty rồi. Hắn ta đòi tiền chuộc nè. 1 triệu đô. Ừ, Edmund chính là kẻ xấu. Ôi trời, bạn đã gặp đủ thứ chuyện tồi tệ nhỉ. Lạc mất em gái nữa chứ. Phấn chấn lên nha, bọn mình sẽ giúp cho bạn. Bọn mình có kế này nè. Mình mang tiền đến nè. Tiền của mình. Chị ơi, em ở đây. Chào em. Nè, thả em của mình ra đi chứ. Không, mình cần thêm tiền. Được thôi, Sonic. Bạn đang tìm cái này chứ gì, đầu trứng. Mình sẽ tiễn nó đi nếu bạn không đưa đủ tiền. Mình còn chả quen em ấy. Là em gái của mình đó. Bất ngờ chưa, Edmund? Mình không nghĩ như vậy đâu nha. Đồ chơi con nít. Hả? Búa Pico của mình. Bạn bị làm sao thế này? Cái gì trông hay thế? Búa mình biến thành đồ chơi rồi. Tiếp theo là các bạn đó. Chuyện gì thế này? Nè, chào mọi người. Hay lắm cô bé. Nhìn Edmund kìa. Anh chàng nhỏ đáng yêu. Vào trong hũ đi. Ok. Edmund vào trong hũ rồi. Betty, chị Rose. Đúng là cái kết có hậu mà. Không, bạn phải để cặp đựng tiền lại. Sonic, chúng ta lấy tiền này tổ chức đám cưới hoành tráng đi ha. Còn dư thì lấy mua cho bạn chiếc búa mới. Bye mọi người. Wow, không tệ. Wow. Tiền hợp pháp. Cha cha cha, xem nào. Biết rồi. Chào, mình muốn quyên góp số tiền lớn. Này, mình sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. USB của X-Men nè. Không biết hắn đang che giấu bí mật gì nữa. Xem nào. Nhanh nào, Sonic. Chuẩn bị. Bắt đầu. 19 nano giây. Chậm quá đi mất. Mình có thể làm tốt hơn. Nó còn sống đấy à. Hòn đá gì đây? Có lời nhắn nè. Cứu Ngọc Lục Bảo, cứu thế giới. Nghe ngố quá đi. Nhưng Ngọc Lục Bảo thì xinh thật. Sonic, cậu phá kỷ lục rồi. Không biết viên ngọc của mình có thể làm gì nhỉ? Wow. Đúng là sốc thật mà. Mình và Ngọc Lục Bảo sẽ bên nhau vĩnh viễn. Viên Ngọc Lục Bảo này luôn ở bên cạnh mình. Này Sonic, cậu trở lại rồi. Đây, hôn chiếc vòng đi. Ew, gớm quá à. Mình đã tìm ra rồi. Ngọc Lục Bảo của mình. Công sức đã được đền đáp. Người mình đầy năng lượng. Ngọc Lục Bảo, là cậu đã làm à. Hãy thí nghiệm thật nhiều nào. Với viên Ngọc Lục Bảo này, mình có thể làm mọi thứ. Cuối cùng mình cũng có thể hoàn thành thí nghiệm rồi. Đến lúc vào việc rồi nè. Nào, đi thôi. Nào Ngọc Lục Bảo, làm việc đi. Mình là Shadow. Báo vật của ta. Tuyệt vời. Thế giới sắp lâm vào thảm họa rồi. Nếu các viên ngọc được thu thập đầy đủ thì thảm họa sẽ được ngăn chặn. Chờ mình ghi chép lại hết đã. Chúng ta có thể cứu rỗi và phát triển thế giới. Cậu sẽ giúp mình chứ? Vậy cậu phải tìm hết 5 viên ngọc lục bảo và đưa chúng cho mình. Rõ chưa? Mình làm ngay đây.
hãy cẩn thận nha. Tạm biệt. Ooh, bọn nhím dễ dụ thật đó. Các viên ngọc sẽ được lắp vào đai lưng của mình. Mình sẽ thống trị cả thế giới này.